东方之珠，是追求愿望的明珠，是快乐的梦，让你全力的追。万灯不灭，千杯不醉，悲欢和离合，缘了缘欢聚。别再下快乐的节奏，动人的时候，温柔的感受，当年的潮流，前世不回首，往前走，来来去去的，离离合合的，拥在心里头。东方之珠，实现你愿望的明珠，是你我的爱，让每个人醉在梦里。不管风和雨，牵着我的手，愿永远繁华万里，愿永远繁华万里。Yêu cầu à, có nhiều cái gì mà yêu cầu à, yêu cầu bà gì cơ đúng rồi. Wow, có thiệt không đây? Hai người lại muốn cái gì? À không, tôi đây chỉ muốn học nghề thôi. Dùng 100 bạc là có thể nghe được cô giáo Kim Yến, một trong ba đóa kim hoa lừng lẫy ở năm xưa, để ca hát vậy thì là đáng giá của anh hai ha. Có phải dạ, không? Phải rồi. Đúng rồi, thì là chị hả? Kim Yến à, hay là cô hãy hát đi, để cho giảng bối của chúng tôi được sáng mát. Nay được hai vị nể mặt á. Được, muốn nghe bản gì đây? Hôm nay được vui quá, vậy thì hát bản anh hai của tôi thích nhất. Anh đẹp trai. Thiệt xin lỗi, tôi ít hát mấy loại nhạc này. Hay là hai vị chọn bản khác đi. Không chờ cô Kim Yến, cô giàu kinh nghiệm như vậy, hát từ Thượng Hải cho đến đường Miếu Hồng Kông, đâu có thể nào bản nhạc anh đẹp trai mà cũng không biết. Phải không? Phải con, rõ ràng là gạt bà con ở đường miếu này đó, thiệt tình mà. Gạt bà con, anh đẹp trai, 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 anh đẹp trai. Cổ nói là có tài thì chỗ nào cũng hát được hết, đâu có gì đâu, bây giờ sao không hát? Hát đi, anh đẹp trai. Nè, âm nhạc, âm nhạc. Hát đi, hát đi, hát đi. Hát đi còn nữa, lâu quá vậy. Để coi biết hát hay không. Đúng rồi, hát đi. Để coi. Có trái lê lo, nhắn bóng lo si chiều. Tình lai siêu bàn bó, trong cái siêu. Hoàn mong khóc, nỉ bán lo chiều. Có trái lê đắc biểu, hôn mô hiền liều. Tuy nhiên này đi xa, chung má đi nhiều. Hoàn thông say cài cầm lên nghe nam nhân khó hay xin quá vui nên tiếng ca si ngồi hiến sung nhất thiêu si quan sông tờ chiêu xa hoàng tôi về nơi nào liều. Tôi là sắc sảo nhưng mà rất tiếc đã già đi 20 năm. Đừng có nhiều chuyện, người ta hát hay hơn em. Hai gì hát đừng miễu cơ mà. Ê, cảm ơn nhiều. Uống hết ly này. Em không uống được. Vậy là không nể mợ. Nè, uống mau. À nè, nè anh Công à. À, Tử Quỳnh á, đã uống nhiều ly với anh rồi. Một lát còn phải lên hát mà. Vậy đi, cái ly này tôi uống thế cho cổ. Anh uống thế nó? Dạ phải. Được, qua đây. Nè, uống hết bình đi. Phải uống hết bình à.
Không muốn hả? Không muốn thì tránh ra, đừng cản trở người ta uống với người đẹp. Nè, người đẹp à, nè, bỏ mặt nó đi. Lúc nãy anh đã nói tới phiên em uống mà, mai mốt anh ủng hộ cho em, uống đi. À, nè anh, à, anh muốn kiếm người ta uống với anh hả? À, để tôi uống với anh. Hey, cô lại. Chỉ là chị Kiều chủ gánh hạ phi của chúng tôi đó. Phải. Chị Kiều. Có phải anh cô hay không? Nè nè, tôi kính mời anh một ly. Uống qua ly này, chúng ta ngồi nghe nhạc chơi cho vui vẻ. Giỏi thiệt. Nè nè chị Kiều, ngồi xuống ngồi xuống, uống thì là giỏi hả? Uống giỏi thiệt. Nè nè, tôi rót thêm một ly cho chị. Đừng đừng anh côn. Hơi nè, chúng ta uống chung ha. Nè, cạn. Nè chị Kiều hả? Tôi kính chị một ly. À, cảm ơn, cảm ơn. Ê, giám đốc Chầu, ông về đúng lúc đó. Chị Kiều bị cái thằng nghiện rượu phá đám kìa, làm phiền ông qua cứu chị đi. Anh Côn hả? Là khách quý của chúng tôi. Ừ, chị Kiều, sao lại không uống? Không nể mặt. Không phải. Nếu như anh Côn nể mặt như vậy thì tôi uống luôn ly này với anh, cạn ly. Tốt. Chị uống ly này thôi. Hay hay hay. Không có sao chứ? Không gì hả? Anh Côn, hài lòng chưa? Hài lòng, thế là vui lắm. Được, tôi xin phép, xin phép. Hôm nay thì là vui quá. Còn có một chai nữa, nhất định phải uống say sưa mới thôi. Nè chị Kiều, qua đây. Nè anh Côn, làm gì vậy? Buông ra đi. Làm gì vậy? Nè. Cái gì? Chị lấy rượu tạt mặt người khách. Ai biểu thằng đó hạ tiện, quơ tay quơ chân. Ê da Kiều à, chị đã biết là không thể đụng chạm tới khách. Chị làm như vậy tôi làm sao mà ăn nói với giám đốc Chầu? Khỏi cần phải ăn nói nữa. Giám đốc Chầu đã nổi giận, biểu mình từ nay á đừng có tới Oscar để mà hát nữa. Không chứ hả? Cái chỗ này không có hát thì hát chỗ khác. Tôi thì không tin, không hát ở chỗ này thì sẽ bị chết. Bộ bây giờ có nhiều chỗ chào mình hát thì sao? Thì thiệt là tức chết. Chị dẫn họ ra là xảy ra chuyện. Chị nói đi, làm ăn kiểu nào đây? Chị đâu thể nói vậy. Nếu như kẻ bị sờ mó là chị thì chị đã nhận đầu nó xuống. Thôi, chỗ cuối cùng bị chị quậy rồi. Tôi đi đâu mà kiếm tiền cứu con của tôi đây? Nói tới nó luôn cũng là cảm giác của chị. Tại sao chị không chịu nghĩ tới cảm giác của tôi? Chỉ là chị có cảm giác. Chị không nghĩ coi, bấy nhiêu năm nay tôi dẫn họ ra ngoài, cảnh này tôi gặp ấy hay sao? Thì tôi cũng phải ráng nhịn. Thôi được rồi, đều là lỗi của tôi, chị hài lòng chưa? Vậy là thái độ gì? Coi như xin lỗi hả? Nè chị Yến chị Kiều, đừng có gây nữa. Phải đâu, chị Yến chị Kiều đừng có gây hả? Đúng. Không nói với chị nữa. Có gì chờ lại phóng điếu rồi nói. Vậy là bỏ đi, vậy là ý gì? Chị Yến, chị đừng có giận. Thật ra chị Kiều thê thảm lắm, chỉ bị đau dạ dày, nhưng mà thấy Tử Quỳnh bị người ta tống rượu mới ra uống thế thôi. Ai ngờ người khách đó thiệt là hạ tiện, quơ tay quơ chân, chị nhịn không được mới lấy rượu tạt nó. Thôi bỏ đi, bây giờ đã xong rồi, tôi còn nói gì được. Tôi chết, không có chỗ Oscar, vậy chúng ta làm sao đây hả? Sao hả? Không được hát, coi như nghỉ phép. Đã biết phải làm mà không đi làm mà đi uống rượu, thì là tức chết rồi mà. Thì là tức quá đi. Giám đốc Châu. Dạ. Giờ gặp ông ở đây vậy là tốt. Chị Yến à, tôi đã có hẹn. Nè, hai món quà này là tôi cố tình mua tới, thấy con Kiều để mà xin lỗi với anh. Con Kiều thiệt ra nó không biết chuyện, cho nên mới xảy ra như thế này. Giám đốc Châu, tôi bảo đảm là quyết không có chuyện này xảy ra nữa. Chị không cần nói. Xin anh vui lòng. Chuyện quyết định rồi, không thay đổi được. Giám đốc Châu, sao tới trễ dữ vậy? Bả lại. Tôi đi gọi điện thoại. Nè, em lên phòng trước, một lát anh tới kiếm em. Mà lên đi, đồ quỷ nè. Giám đốc, tính tiền. Dạ. Dẫu tôi tới đây chơi gái. Bà xã. Ông nói bao, con hồ ly tính đó ở đâu? Đào chết được. Buông tay. Điên hả? Bà Châu. Ủa, chị Yến. Tôi biết là bà hiểu lầm. Giám đốc Châu đã hẹn tôi tới đây để mà bàn chuyện hợp tác diễn xuất. Là thiệt? Dĩ nhiên là thiệt. Giám đốc Châu vừa rồi mới nói là
muốn ký thêm nửa năm nữa với chúng tôi đó. À, giám đốc Châu có phải không? À, thì là chuyện này thì phải rồi. À, bà Châu à, tôi nhớ bà như là dân ái mộ của chị Tiên với là chị Nhuận đó mà. Phải, sao chị biết? Vậy là được. Tôi có mấy tấm vé cải lương của Tiền Phụng mình, chỗ tốt nhất của dạy hát. Ồ, hay là vậy, nè, chủ nhật này chị tới Oscar đi coi hát ha, để tôi có thể đưa vé cho chị. À, thì tốt. Bà nể mặt tôi thôi. Bây giờ cái ông này thiệt à? Tại sao ông kẹo quá, hẹp hòi như vậy? Hả? Tại sao ký nửa năm? Theo tôi phải ký một năm. Ký cho người ta đi, một năm. À, chị Yến à, một năm. Một năm thì một năm. Vậy thì làm theo lời của ông. Một năm thì một năm. Chào chị Yến. Vẫn là ba con bé này ngoan nhất, chịu cố gắng vợt mua. Hơi vợt để làm gì? Chị hát cho nội chúng ta nghe hả? Báo với các người tin mừng. Hả? Tôi đã thuyết phục được giám đốc Châu tối nay để được hát lại. Còn gì chứ? Giám đốc Châu khó ăn nói như vậy mà chị cũng thuyết phục được, chị giỏi thiệt. Với bà tất lưỡi của tôi. Chị đơn giản như vậy? Với bình rượu tây, hai hộp lục nhân, mấy tấm giấy cải lương Tiền Phụng mình. Nhập lại cũng rất là nhiều tiền. Có cách nào hơn? Đi xin người ta mà, dĩ nhiên phải hạ mình hạ giọng. Nếu như cô nói một hai đêm mà không cho mình hát, vậy là lỗ vốn rồi. Bộ em thấy dì Yến là thứ người làm dân lỗ lã hay sao? Giám đốc Châu đã hứa là ký một năm với chúng ta rồi. Wow, wow, một năm hả? Hay quá chị Yến, chị thiệt quá tài giỏi. Dì Yến thiệt là tài. Thì có đáng cái gì? Các em nhớ là phải ngoan ngoãn, đừng có gây thêm phiền phức cho chị, vậy là tốt. Chị tài giỏi như vậy thì từ nay để cho chị dẫn đầu. Ây da, ơi hễ nhắc tới á thì tôi lại cảm thấy thiệt là đau đầu. Hay là chị tạm thời dẫn họ đi. Ờ, tôi phải nghĩ thêm mấy đêm. Nè, là chị nói, có gì á chị đừng có đổ thừa tôi. Chị hãy tự cẩn thận một chút. Chị cũng phải cẩn thận một chút, bị bệnh mà còn chạy rong. Nè, uống nó vô đổ một trận mồ hôi là xong. Chị cũng vậy, không uống nổi thì đừng có đi đỡ rượu cho người ta. Nhìn chút là êm chuyện. Nè, đau bao tử thì phải uống thuốc, nếu không sao lành lại được. Còn nữa, ba con nhỏ này phải để dì biết được ba đứa ăn hiếp dì Kiều là lột da ba đứa. Dì dạ biết. Tôi đi nghỉ ha. Ừ. Ờ, chị Yến à, nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi ha. Hay thế, hay quá. Nhưng mà chị Yến có phải là người sắt hay không? Bệnh tới nỗi không làm việc được mà còn đi đàm phán với là giám đốc Châu. Lợi hại thiệt. Anh Hùng à, tiền mấy tháng nãy đưa cho anh rồi mà. Ê, giờ này anh làm ăn khá, đưa thêm mấy chục là dễ dãi cho anh rồi. Đi. Chờ anh chút, chờ anh chút. Chuyện gì? À, đại ca này, chúng ta cũng là ăn cơm tứ phương, tiền được ra là của mồ hôi nước mắt, kiếm tiền cũng vì nuôi người nhà thôi. Xin đại ca rộng lượng nới tay giúp đỡ giùm đi. Tiền này coi như là trả cho tôi và cũng coi như là tích phước cho nhà của mình đó mà. Có được không? Thôi được, nãy là người của mình, cầm lấy. Cảm ơn anh Hùng. Đại ca, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Hùng. Mình đi. Được rồi, được rồi, tiếp tục hát đi ha. Hết chuyện rồi.
Sao không ăn? Để chị nhìn thấy tướng tá nhục nhã của tôi vừa rồi, làm sao mà ăn nổi. Không, chị thiệt quan phong. Nói tiếng Thượng Hải thuyết phục tin du côn, bây giờ nghĩ lại còn phát run. Ây da, chị đừng nói tôi như vậy, đừng có giỡn nữa mà. Chị sợ sao? Lúc chị dạy đời tôi, nói gì là nhịn nhục thì em chịu, thì bây giờ chị vẫn xung động như nhau. Cái lần này thì khác, lần đó tôi có phần. Để nó lấy đi, vậy để tôi lấy gì? Tôi còn phải trữ tiền để mà cứu thằng con của tôi nữa. Lần trước cũng tại tôi, báo hại mọi người xem chút mất việc. Chuyện lần trước cũng không thể trách hết chị. Chị muốn đã kể hết với tôi. Hòa, nếu là tôi hả? Tối hôm đó tôi đã liền ngay cái ly rượu hòa bển rồi. Tôi còn không biết tánh của mình hay sao. Chỉ có chị Kiều nhịn được tôi thôi. Nếu là người khác hả, thì đã tuyệt giao với tôi. Cũng tại nay tôi không tốt. Năm xưa nếu không phải ảnh gây ra chuyện lớn, chị cũng khỏi phải chịu khổ. Chuyện không vui thì đừng nhắc tới nữa. Qua rồi thì thôi. Cũng tại tôi vô dụng. Năm xưa bị anh hai chọc tức, tôi phải vô nằm nhà thương. Nếu không được chị một mình chống chọi, Hà Phi đã tán nghiệp, đâu còn có tới ngày hôm nay. Chị cũng không có muốn bị bệnh mà, đâu có trách chị được. Nhưng mà bệnh của tôi tới giờ vẫn chưa khang phục, cứ bắt chị một mình bôn ba ở bên ngoài. Khờ quá. Nếu không có chị ngồi trấn hậu phường, tôi ở bên ngoài làm việc được hay sao chứ? Chị là vuốt ve tôi. Tóm lại từ nay, gặp chuyện gì chị em đồng lòng, làm chuyện gì cũng xong. Sớm muộn có ngày Hà Phi của mình có thể được lại tiếng tăm. Ừ. Phụng à, thế nào, lại gây gỗ với con gái à? Chị cũng biết lâu nay nó bỏ mặt tôi, được gây cũng đỡ. Đừng có để trong bụng, giao cho trời đi. Nè, ít khi ra ăn cơm, chuyện buồn hãy bỏ qua đi. Không phải. Có thấy chưa, họ chính là ba đóa kim hoa Thượng Hải của năm xưa. Kim Yến, Hoàng Quên, Thái Phụng. Bà lại nói tôi tuổi già qua mắt. Phải, biết ông sáng mắt. Ê, đừng có quấy rầy người ta ăn cơm nữa. Chúng ta đi đi. Thôi đi mau. Không biết là họ còn hát hay không ha. Ai biết. Thì ra bây giờ mình vẫn còn dân ái mộ. Không ngờ mình tới Hồng Kông rồi còn có người nhận ra mình. Mới thoáng đây đã mấy chục năm, nhớ những chủ ngài ở Thượng Hải không nhận già là không được. Các chị còn nhớ không, cái đêm cuối cùng á, ba đóa kim hoa của mình hát ở Thượng Hải. Nhắc tới chuyện đó sao lại quên được. Chị hát cái bản gì tôi vẫn còn nhớ rõ ràng. Dù có mấy yêu ni Đừng khẩn trương, vừa rồi chỉ là tiếng báo động, các vị đủ thì giờ rời khỏi.
Hãy từ từ, đừng có nóng lòng. Giám đốc, xảy ra chuyện gì? Tôi vừa bắt được tin Nhật Bổn đã phái máy bay quanh tạc dùng năm xa. Coi bộ là đã sắp tới Thượng Hải. Cái gì? Người Nhật Bổn phái máy bay quanh tạc năm xa? Yến, Yến, chuyện gì? Chị về tới là lên đây ngồi làm thinh. Một mình ngồi sững ở đây có chuyện gì? Tôi nghĩ tới chuyện xưa. Chị có biết không, lần đó tôi về tới làng Nam Sa, cả cái làng đã bị săn bằng. Và từ đó tôi đã mất đi thằng con. Tôi biết chị đang nghĩ tới con chị. Thì không ngờ chiến dịch đó đã phân cách mẹ con tôi 20 mấy năm. Yên chí đi Yến, người tốt có trời phù hộ, sớm muộn sẽ kiếm được con. Nè, nói nghe. Chuyện gì? Vừa rồi ít khi có dịp ăn với con Phụng, tại sao chị? Ê, thôi đừng, dù ăn xin cũng phải đi xa một chút. Nếu không phải là tới đường cùng rồi thì tôi quyết không hỏi con Phụng để cho mượn. Tôi cũng biết rành tánh chị, tin rằng mẹ con chúng tôi sớm muộn có ngày sẽ đoàn tụ. Yến ba, ba kiếm gì? Con kiếm cho ba. Không cần, để một lát ba đi làm. Nè, con ngoan ngoãn ở nhà chờ ba về ha. Ba đi đâu để làm việc? Khách sạn lớn, ba đi thổi kèn á, cho khách nghe thôi. Ba đến khách sạn lớn thổi kèn? Ba hiệt là quay phong đó. Tạm tạm thôi. Phải, một lát ba về á, dẫn con tới Hoàng Thượng Hoàng ăn bồ câu quay. Thiệt, hay quá. Một lát ba về tối một chút. Nè, con tự mình mua đồ ăn đi ha. Ba, yên lòng đi làm việc. Ngoan. Wow, nhiều tiền thiệt ha. Con Qua. Cô Tư à, có nhìn thấy con Qua của tôi không? Con Qua. Hả, làm gì đây? Sao con làm thịt con Qua của tôi? Con Qua của mày ở bên kia. Con Qua. Qua, mày sao vậy? Không được vui. Con Qua. Cô Tư, sao cô lại cột con Qua của tôi ở đây? Yên chí, tạm thời tôi chưa làm thịt con heo của mày. Ba mày đã thiếu tao mấy tháng tiền nhà, hôm nay còn không đóng tiền á, tao sẽ bán ra chợ để mà đền nợ. Ừ, bán con Qua của tôi. Thì mày nói với ba của mày trả tiền đi. Cô Tư yên tâm, ba của tôi đến khách sạn lớn đấy mà thổi kèn, nhất định là có tiền trả cho cô. Tới nhà tăng lễ thổi kèn thôi, không có gì khách sạn lớn. Thổi kèn ở nhà tăng lễ? Nè, bây giờ còn thiếu một người thổi kèn, nhưng một lát phải leo lên núi. Có ai chịu làm thì 30 đồng. Tôi làm. Không chứ hả anh cá, còn dám sao? Lần trước theo quan tài người ta lên núi đã sùi bọt trắng rồi, anh quên rồi à? Bộ bị mất ký ức hả? Cái gì cái gì cái gì? Phải đó anh cá, có được hay không? Đương nhiên được, lần trước tôi chỉ là bị cảm cúm mà thôi. Nè, còn bữa nay á, tôi thiệt sung sức lắm. Nếu nhanh của tài dám đấu một trận với tôi không đây? Cũng tốt, nếu như ai sung sức thì cứ việc làm. Dám không? Đấu thì đấu, ngán anh hả? Nè 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 nè, chuẩn bị 1, 2, 3, bắt đầu. Nè, chú Hải không có sao chứ? Nhìn cá, anh thì là tài, thì không ngờ nhà mà còn gân, gài nút áo lại theo tôi làm việc. Nè, anh cá, không sao chứ? Là cái sàn bị trơn thôi à. Được, vô trống. Xin hỏi, xin hỏi phải ở đây mướn người không? Phải, chúng tôi mướn người làm vệ sinh. Nhưng cô tới trễ, chúng tôi đã mướn được người. Mướn được rồi. Cảm ơn. Thôi chết. Thôi chết anh Siêu. Tao còn sống nhăn. Tôi không phải là nói anh, tôi nói là tôi chết. Người đẹp của tôi đột nhiên nghĩ làm đột xuất. Nè nè, cô à. Anh kêu tôi
Vừa rồi cô nói muốn kiếm việc. Phải. Được rồi, kêu cô Thế đi. Hả? Cô này à, có được không? Vừa rồi anh nói người đẹp mất tiêu, bây giờ Thế một người đẹp nè. Người đẹp phải làm cái gì? Hỏi chi cho nhiều vậy, có làm hay không? Tôi làm, làm, cái gì cũng làm. Không chứ hả? Chị ở trong đó bấy lâu mà mặc kiểu này. Áo anh đưa cho tôi thì quá hở hang, che được khúc trên lại không được khúc dưới, nên tôi mặc nó ở bên ngoài. Cô làm ơn vô trọng, cởi hết đồ của mình ra. Nhưng áo này hở hang như vậy. Chị có làm không? Không làm thì đền lại tiền công gấp đôi cho tôi. Đền lại gấp đôi? Vậy tôi đi thay. Mau lên. Thưa các quý khách thân mến, chúng tôi mời được ảo sư ảo thuật lừng lẫy nhất Đông Nam Á biểu diễn một màn giao cư người đẹp với chúng ta. Xin mời các vị đón coi. Đã nói là giao cư người đẹp mà, ngoài tôi ra còn có thêm một người hợp tác, một mỹ nhân. Cô bộ người đẹp của chúng ta còn lo lắng, tôi sẽ cưa cổ ra làm hai khúc. Cô làm gì đây? Tôi cái gì? Sao còn ở đó? Vô thùng bao. Thôi được, không chậm trễ nữa, đao cưa người đẹp xin bắt đầu. Anh Lạc Hoàng à, xin lỗi, các vị này là khách quý của cậu Thường, họ muốn xin chữ ký của anh. Anh Hèo Lớn, anh Hèo Lớn. Ai kêu anh Tèo Lớn? Chỗ này đâu có ai biết anh kêu là anh Tèo Lớn. Anh Hèo Lớn. Nè, 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 nè. Anh Hèo Lớn, anh Hèo Nhỏ, anh Hèo Lớn, anh Hèo Lớn. Chuyện gì? Anh Hèo Nhỏ. Dạ sao đây? Cô là... Là con Lan. Cô là con Lan Ngọng. Phải, tôi là con Lan nè. Thiệt xin lỗi, vừa rồi em thiệt sơ ý, khiến cho mọi người bị bỡ ngỡ. Khờ quá không ấm mất em. Nhưng em gây ra chuyện này, không biết là anh Hèo Lớn có bị khai trừ không. Bây giờ với thân phận của anh hai, ngay cả ông trưởng cũng phải nghe lời ảnh, ai mà dám khai trừ. Anh Hèo Lớn quay phòng như vậy à? Dĩ nhiên. Wow, anh Hèo Lớn, áo của anh đẹp thiệt. Tôi còn nhiều áo đẹp, lần sau mặc cho cô coi. Anh Hèo Lớn, anh thiệt tài. Cô cũng đâu có tệ, vắng mặt mấy lâu, bây giờ đã cao lớn hơn. Vừa rồi không kêu tôi không nhận ra. À, đã lâu không gặp, hay là đãi cô ăn đồ? Không đói, đã ăn qua. Ăn qua thì có thể ăn nữa. Quay ra ngoài kiếm mấy cái bàn, kiếm đồ ăn ngon đãi con Lan, vô sổ của anh. Được. Không cần, không cần. Cần gì mà khách sáo với anh hai của tôi. Tôi dẫn chị ra tự mấy món chi bày ở chỗ này đi. Lát hát xong theo cô đi gặp chú Cát. Được. Lại lên, bộ cô quay ở đây ngon lắm. Thiệt. Phải. Có bộ cô quay tôm phú quý rang muối, cải xào ngọt, còn có nước ngọt đông lạnh. Thế nào, phong phú ha. Anh Hèo Nhỏ, nếu mà ăn không có hết, em có thể có về cho bà của em ăn được không? Dĩ nhiên là được. Hay là kêu một con bột cơ quay gói đem về. Chuyện gì vậy? Anh hai ra sân khấu. Coi kìa, tối hôm nay có biết bao nhiêu người đang ngồi chờ đây nghe anh hai hát đó. Tin rằng các vị quan khách đã chờ thật lâu. Kính mời đại ca sĩ ông Lãng Phong. Các vị quý khách, hôm nay tôi thật sự rất là vui mừng vì đã gặp lại được người bạn khi còn nhỏ. Chào cô, tôi mong là tặng bản nhạc này cho cũ.
梅兰梅兰我爱你，你像兰花招人迷，你像梅花。啊，鸟鸟啊，晚宴này nghe thiệt hay quá, có tên là gì? Quên.Nhật dàng của anh hai mà chưa nghe qua chứ. Chứ là mai lan anh yêu em. Mai lan, mai lan. Anh yêu em. Mai lan,梅兰梅兰我爱你，你像兰花招人迷，你像梅花年年绿，看到老梅兰就想到你。梅兰梅兰我爱你，你像兰花招人迷，你像梅花年年绿，看到老梅兰就想到你。老梅兰就想到你。Tôi thật là vậy. Tôi còn hiểu lầm là tưởng thằng Dượng đã cưới cô làm vợ. Em đương nhiên là con gả cho ảnh. Anh có biết ảnh là anh khờ hay sao? Nhưng mà anh eo lớn, anh đừng có hiểu lầm là được. Không ngờ mình lại được gặp nhau như vậy. Nếu bà của em biết được, tôi chết. Chuyện gì? Bà không biết em ra đây, em lại không nói với bà chủ nhà. Khi bà về không thấy em là bà sẽ lo chết. Làm sao bây giờ? Như vậy thôi hả? Thì đi nhanh về nhà là được rồi. Đúng nha. Thứ quân nghèo mạt này, ở phòng tôi bấy lâu mà chưa hề đóng một phân tiền phòng. Đi ngay cho tôi. Sao tuyệt tình quá vậy? Cho dù muốn đủ tôi cũng phải chờ con gái tôi về chứ. Còn muốn tâm đồng với con gái gạt tôi, đi ngay. Ây dạ, cái bà này thiệt là. Thì cũng là xui xẻo thôi à, bị người ta gạt mua rượu giả. Kết cục thì tôi á bị tổn thất thảm trọng. Chú Cát à, lần sau đừng có tin người ta bừa bãi nữa. Đáng lẽ là mang xoay sở không kịp thì cũng không sao hết. Cũng tại chánh phủ thôi, đã ký bán nhà đất ở làng gì rồi mà. Nhưng mà cái tấm chi phiếu vẫn chưa vào xuống, cho nên tốn tiền nhất thời, không kịp xoay sở. Ba là người bậy bạ nên gặp phải người bậy bạ. Ba lại đổ thừa cái này, đổ thừa cái kia. Thì phải rồi. Nè, tèo lớn tèo nhỏ hai cậu nói đi. Cô chủ nhà của tôi tôi đã có hứa là chờ thêm mấy ngày nữa. Đợi tôi thâu được chi phiếu lập tức trả tiền ngay. Ba lại không chịu, đòi đuổi tôi ra ngoài, bắt tôi về con Lan phải ngủ ngoài phố. Chú Cát, nếu chú không ngại thì ở tạm chỗ này. Ở tạm chỗ này. Ở tạm chỗ này. Quay à, năm xưa nếu không được chú Cát cứu mình, chúng ta đã bị chết ở trong trận hỏa hoạn. Mang ơn người ta phải nhớ. Mang ơn thì phải trả ơn. Không lẽ để cha con người ta nằm ngoài phố. Vậy thì phải. Vậy ở tạm ở đây. Tèo lớn à, cậu không thay đổi chút nào hết. Vậy chú không khách sáo ha. Nhưng mà vậy, đợi chúng tôi thâu được chi phiếu của chánh phủ rồi lập tức dọn ngay. Nè Lan à, còn không mau cảm ơn anh tèo lớn đi. Ba, bây giờ anh là ca sĩ lớn, ba đừng có mở miệng kêu eo lớn có được không? À phải ha, xem một chút đã quên. Thì cũng vậy thôi chú Cát à, thì kêu là tèo lớn. Vậy thì càng thân thiết hơn, người mình mà ha. Lan, có chuyện gì mà tâm thần hoảng hốt? Tôi lo lắng cho con Hoa. Con Hoa? Là chị em ở làng gì hả? Là con heo mà em dẫn từ làng gì ra. Chủ nhà nói, nếu hôm nay không có đóng tiền, sẽ bán con Hoa ra chợ để cho người ta làm thịt. Em thiệt sợ là con Hoa nó đã bị làm thịt. Lan à, đừng có sợ. Ngày mai tôi kiếm người đi chuộc con Hoa về cho cô. Chịu không? Thiệt. Chuyện gì? Chị Ngân. Ông Lãng, chào. Chị làm gì đó? Ông Lãng, ông đừng hiểu lầm. Vừa rồi tôi tới là tôi định làm việc. Ai dè, đã có người làm hết rồi. Cái gì? Chị nói là đã có người làm hết. Dạ phải.
Anh nào lớn, chào. Chào, cô Lan, cô đang làm gì? Lâu nhà, em đâu có thế nào mà ngồi không cho được. Em đặt cái nấu đồ ăn sáng cho anh, chỉ là anh chưa thức dậy. Cháo trắng dầu, cháo quẩy, mì xào đều đã nguội hết rồi. Bây giờ là mấy giờ? 7 giờ. 7 giờ? Bà đã ra ngoài làm việc. Anh nèo lớn vẫn chưa thức dậy. Cái chuyện gì ồn quá vậy? Anh nèo nhỏ, anh cũng thích. Anh thôi không được, em đi hâm nóng lại đồ ăn cho hai anh. Anh gì mà ồn ào quá, thì ra đôi gút của cửa. À ông Lãng, tôi muốn xin nghỉ một ngày có được không hả? Tự nhiên. Vậy tôi đi trước. Anh này, vậy đâu có được. Chỉ mới sáng sớm thôi lại mang đôi gút đi lọc cọc nhỉ? Dĩ nhiên không được. 7 giờ sáng là bị đánh thức. Chúng ta đã mấy năm chưa hề thử. Sợ quá. Đi toilet rồi ngủ tiếp. Dù đi ngủ tiếp, nhớ làm cho anh một việc. Ê, anh biểu em đi chuột con heo, chứ đâu biểu em dẫn nó tới phòng quá trang. Em đâu có biết, em thấy anh tốt với người ta như vậy thì chuột heo cho người ta. Biểu người ta tới nhờ cho nên em cố tình chuột heo về đây, để cho anh tối nay có thể lấy lòng người ta. Em đã nghĩ sang đâu? Anh chỉ còn con Lan là em gái của anh. Huống chi chú Cát đã từng cứu mình. Mình giúp người ta có chỗ ở là nên lắm. Đừng có suy nghĩ dở dẫn. Sao không nói sớm, để bây giờ khỏi bỡ ngỡ. Cột nó lại mau, đừng có cho nó chạy loạn. Ngoan ngoan. Còn bắt không được. Em thì là sơ ý, làm rớt hết nữ trang của anh, để lát còn phải đeo. Cũng tại mày. Hễ còn một chiếc. Phải, còn một chiếc đâu hả? Đại ca không chứ hả? Đói đến nỗi ăn luôn chiếc nhẫn. Bây giờ xứ sao? Tôi chết thì đành mổ nó ra thôi. Làm thiệt hả? Đâu thể nào nói với con Lan. À, em có thuốc sổ. Thuốc sổ là cho người uống, con heo có được không? Thuốc sổ đâu có bị chết. Con quà chết chị trẻ thảm. Nè, đừng có đau lòng nữa hả? Ba kia con đừng có đau lòng. Con quà chết chị thảm như vậy. Nè, tối hôm qua con quà vẫn còn tốt lành mà, tại sao lại bị chết chứ? Hỏi em trả lời mau. Vậy nè, hôm qua khi mà tới chữa bán thịt đó, con heo này chỉ còn phân nửa cái mạng. Nó nhất định nhớ cô Lan quá, đau lòng cho nên chết. Nó thì tội nghiệp. Con qua tới chết cũng không gặp mặt con lần cuối cùng. Được rồi con à. Tuy là con qua bị mất đi, nhưng mà mất con heo này còn con heo khác mà. Vậy đi, ngày mai ba đến chợ mua con heo trắng trẻo mập mạp cho con. Tốt hơn con qua gấp cả 100 lần. Ba không hiểu đâu. Con qua nó khác với là những con heo khác. Nó có ý nghĩa đặc biệt với con và anh heo ốm đó. Con qua có ý nghĩa đặc biệt với anh và em hả? Con qua là con gái của bà Qua. Là con gái của bà Qua. Anh heo lớn, con qua đã xanh kia. Xanh rồi, xanh rồi. Em coi là con heo đó. Con heo này là chúng ta cùng nhau đỡ đẻ. Mình là bà má của nó, hãy đặt tên cho nó. Phải, vậy thì đặt tên nó là gì? Tên gì mấy ngày? Thì kêu nó là con Qua. Được, con Qua. Gì mà để coi con Lan là em bé của mình. Anh hai à, nói như vậy anh và cô Lan là ông nội bà nội của con Qua nè. Nói nghiêm ngặt có phải là ông ngoại bà ngoại. Tại vì Qua con với con Qua là heo nái. Không ngờ chuyện hồi còn nhỏ xíu vậy mà em coi là thiệt. Nếu để con Lan biết em làm thuốc sổ chết con Qua, cô nhất định trở mặt với em. Anh còn nói lớn vậy sao? Ai vậy? Chú Cát. Tèo lớn tèo nhỏ, có nhìn thấy con Lan không đây? Không phải ở bên ngoài à? Phải. Vừa rồi tôi tắm rửa xong vô trong thì không nhìn thấy nó nữa. Tôi còn tưởng nó tới kiếm hai cậu. Cô không có hề tới. Không hề tới. Chết. Chuyện gì? Cô Lan thích con heo như vậy, coi cửa có làm chuyện dại dột gì hay không? Làm chuyện dại dột. Qua con, mẹ yên lòng lên đường.
con mèo lớn. Hả? Ây à, anh mèo lớn, anh mèo lớn, con chào chứ anh à. Ây anh mèo lớn, có sao hay không hả? Nghe tôi nói, đừng làm chuyện dại dột. Nếu con qua biết cô vì nó làm chuyện dại dột, chết cũng không yên. Em làm chuyện dại dột hồi nào? Vừa rồi mở. Em không phải tính ở đó để tự tử. Nói em giải xong, em chỉ là thả thuyền giấy thôi. Hy vọng là Bồ Tát phù hộ cho con qua. Đáng lẽ em muốn dẫn nó ra hỷ phố để nó được có ngày sung túc. Ai ngờ nó đi mau như vậy. Lan à, hay là em nghĩ như vậy đi. Con qua sẽ đầu thai làm người, lớn lên cặp kè nè rồi đi coi hát. Như vậy có phải vui hay không? Vậy làm đỡ buồn. Anh mèo lớn, sao anh biết được kiếp sau nó đầu thai làm người? Em đây có lòng thành, Bồ Tát sẽ phù hộ cho nó. Mong là con qua kiếp sau có thể làm người, làm người được vui vẻ. Nhất định mà. Thôi mình về. Chú Cát thì tìm em khắp nơi hả? Ôi dạ. Anh mèo lớn, sao rồi? Không sao, có lẽ vừa rồi bị trật chân. Không sao, em cõng anh. Hả? Em em lực lưỡng lắm. Không ngờ em thì là mạnh hả? Có đáng là cái gì. Hôm xưa tại làng gì em gánh mấy thùng cám heo cũng vậy mà. Em muốn nói anh là cám heo? Không phải. Lan, sao mặt của em đỏ hết trơn vậy? Có phải là anh đầy quá nặng đã khiến cho em bị lên máu? Không, không có gì, đâu có gì. Em còn có thể đi được rất là nhanh. Anh coi. Ây da, ây da. Ây da. Xin lỗi anh mèo lớn, mình đi từ từ. Thank you.